Trong ngày 4 tháng 7 năm 2021, Bến Tre ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19. Đây là trường hợp đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành trong ngày 30 tháng 6 năm 2021. 296 trường hợp cách ly y tế, trong đó 5 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung và tại cơ sở y tế. 291 trường hợp cách ly y tế tại nhà nơi cư trú. Có 314 trường hợp cách ly y tế tại nhà nơi cư trú hoàn thành cách ly. Số mẫu có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ghi nhận là 15 mẫu, trong đó có 1 ca dương tính, 14 mẫu còn lại có kết quả âm tính. Số trường hợp hiện đang cách ly y tế là 5.404 trường hợp, trong đó 64 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà nơi cư trú 5.340. Số người hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương là 46 người. Tổng số trường hợp cách ly y tế của tỉnh từ ngày 30 tháng 1 năm 2020 đến ngày 4 tháng 7 năm 2021 là 18.889 người.